tu hành cả một đời, cuối đời con cháu sát sanh có ảnh hưởng không? Có không quý vị? Có một loại người không bị ảnh hưởng, đó là loại người giảng sanh. Nhưng đa phần ít có loại người đó, mà có loại người trong lục đạo thì nhiều. Mà đã là lục đạo thì chắc chắn con cháu sát sanh quý vị sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như bị giảng sanh, tất cả việc của con cháu sát sanh là tội lỗi của con cháu, vì không dính chút nào. Còn nếu như quý vị chưa giảng sanh mà quý vị mắc đi mà con cháu sát sanh, đám dỗ con cháu sát sanh, cái này quý vị phải dính rất là nhiều. Vì sao? Có người nói, ủa con cháu giết chứ đâu phải ổng giết đâu mà dính, nhưng mà do ngài của ổng nên nó mới giết. Hiểu không? Ngài của ổng nên nó mới giết. Nếu nó giết ngài khác thì nó chịu, như nó giết ngay ngài của ổng thì ổng dính. Đó, cái nhân quả rất rõ ràng đó quý vị. Còn nếu như vị giảng sanh thì lục đạo luân hồi vị đã bước ra. Còn vị còn trong lục đạo luân hồi thì căn nhà 6 tầng, mà căn nhà 6 tầng thì nó câu thông, thì bây giờ nó tạo ra mình dính luôn. Nên mình phải cố gắng niệm Phật để mình về cực lạc. Đúng không? Cố gắng niệm Phật để về cực lạc. Này là cái rất là quan trọng. Nên người tu đạo thật sự muốn cả đời tu mà không thối tâm, chỉ đúng có một cách, đó là gì? Phải gây dựng cái tâm giải thoát cho cực kỳ mạnh. Nhớ kỳ, cái tâm giải thoát này, cái tâm giải thoát này nó gây dựng không phải là vì có tiền nhiều, không phải là vì sung sướng hay là vì khổ đau, mà trong mọi hoàn cảnh quý vị phải đặt vai trò cái việc giải thoát là cực kỳ mạnh. Giải thoát cực kỳ mạnh. Vì vì thật sự có tâm giải thoát thì xin thưa quý vị, quý vị nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc mà. Cái chuyện mà để đấu đá ở trong cái cõi này quý vị sẽ giảm tối đa. Còn nếu như quý vị không có tâm giải thoát là thế nào quý vị cũng bỏ đạo, bị trở ngại là bị bỏ đạo liền. Đa phần những người tu tịnh độ hay những người tu các pháp khác mà bỏ đạo là đa phần không có tâm gây dựng giải thoát. Vì sao? Họ thấy họ không có phần. Họ tu đạo họ thấy họ không có phần quý vị à. Những đức nói cho quý vị nghe, quý vị thấy quý vị có phần thì sẽ hưng khởi tâm. Nên làm sao mà tạo cho người ta một cái khả năng mà thấy người ta có thể làm được, để người ta hưng khởi cái tâm lên. Khi người ta hưng khởi cái tâm lên thì tức khắc người ta sẽ tiến tu. Tiến tu. Nên trong cõi đời này chúng ta có làm việc lớn lao cỡ nào đi chăng nữa, có lớn, thiệt là lớn, xây có bao nhiêu ngôi chùa đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không giảng sanh thì đây chỉ là phước báo nhân thiên thôi. Quý vị cứ nghĩ cái đời thứ ba của mình là đi đọ đó. Đời thứ ba của chúng ta đọ. Ấn Tổ nói phước báo nhân thiên thì đời thứ ba là đọ. Nên chúng ta phải gây dựng cái tâm giải thoát cho cực kỳ mạnh. Mà đã là gây dựng cái tâm giải thoát thì tất cả những cái việc làm mà của chúng ta Phật sự phải hoàn toàn tùy duyên. Chúng ta không nên nặng nề. Nếu như cái việc này mà mình đã phát tâm làm rồi mà nó không được, không được thì thôi. Cái gì cả, đâu có gì đâu. Làm được thì mình làm được thì thôi, ai bắt buộc mình. Nó có nhiều người hỏi, ủa sao thầy không nghe thầy nói đưa lên chương trình kiếm thị. Những đức nói mới lễ đây, mới lễ đây thôi, mình đưa lên nó cũng phải từ từ. Thấy không? Mình đưa lên quá người ta ngợp chịu không nổi. Thấy không? Ông thầy nhiều người ta đã xanh mặt rồi, nó thầy làm kinh khủng quá. Tự lao theo giết chắc chết. Thấy không? Mình để cho người ta thở một chút đi thầy. Vui quá quý vị. Cái cảm giác này nó đúng là câu hỏi quý vị ơi. Cảm giác này gọi là câu hỏi nè. Nên quý vị cứ kệ, thấy người ta cười cười theo đại đi. Tại sao mình không cười đại một tiếng đi? Đúng quý vị.
Dù thật sự có những người mình cũng chưa có cảm giác vui thật sự nữa, nhưng mà hãy tập, tập để cười đi. Để rồi một ngày nào chúng ta ngồi ở đây, mình mừng vì những người đang ngồi ở đây được vui. Mình thấy người ta cười vui là mình mừng đi. Mình cứ nghĩ vậy đi là Đức khác quý vị sẽ vui lắm. Những Đức nói thiệt quý vị là những Đức thấy bị vui á, những Đức sẽ rất là mừng. Tại vì những Đức cảm giác điều này, quý vị thấy bữa đó lễ Quan Âm không? Những Đức quý vị quá mệt. Lúc những Đức cũng quá mệt mà những Đức lại suy nghĩ. Bây giờ có cách nào nói để cho họ vui? Cuối cùng những Đức nói mắt đái quá. Thấy chưa? Thấy không? Quý vị cười một cái là vì sẽ thấy mát mẻ và khỏe liền, phấn chấn lên liền, đúng không? Chỉ cần giúp cho người ta vui thôi, một câu nói của mình nói ra mà người ta vui, nó tác hại ai đâu. Bản thân mình bây giờ thật sự mà nói đi tiểu đi đái thì ai mà không tiểu đái. Cái chuyện này nói nó kỳ, cái kỳ cái gì mà kỳ chứ. Tiểu đái thì tiểu đái chứ gì đâu mà kỳ, hiểu không? À, rồi xong nhà Đức lại nói một câu nữa, lỡ có gì ở đây quý vị đừng, quý vị đừng, Phật Bồ Tát đừng trách con nghe. Thấy làm cho người ta cười thì chứ nhà Đức có tiểu ở đó đâu, đúng quý vị? Chàng ơi, còn có cái bà kia ngồi kế bên, bà nói đưa thầy cái chai đi, mệt ghê. Đưa thầy cái chai đi. Còn qua hậu kim to là nói sao thầy không bận tả chè. Hậu kim to mệt vấn ghê. Không mà nói thiệt cái gì, chơi chung mà những người nó cũng tính tình giống giống nhau. Ví dụ như hoa hậu kim to chịu nó vui lắm, bả miền Tây mà nó chuyện tiếu lắm á. Nên từ nơi đó bả nói nhiều câu mắc cười dữ lắm, nên từ nơi đó mà cũng thấy bả tiếu tiếu. Bả đến với mình cũng nhân viên á, gọi là sứ giả để dẫn dắt người ca sĩ. Nếu mà lùng ảnh thì nó nói cũng khó đụng với những chàng ca sĩ. Con này cao ráo rồi cũng danh từ hoa hậu, từ nơi đó mà cho làm vai trò đó cũng thấy phù hợp với. Vì thấy quý vị chỉ cần để ý chút xíu thôi, tại sao mà bên dàn ca sĩ mà nhà Đức lại giao cho Kim Thoát? Nó quá đúng cái môn của người ta rồi. Vì ca sĩ giải quyết ca sĩ, đúng quý vị đó. Ví dụ như bây giờ nếu như bản thân nhà Đức dính vô thì cũng được, nhưng mà có những ca sĩ người ta sẽ ra điều kiện những Đức, những Đức khó nói chuyện, lúc đó người ta lại phỉ báng lại, ngược lại là ông thầy tu này tính toán. Còn bây giờ Kim Thoát là người thế gian bên ngoài, thì là ca sĩ, giải quyết ca sĩ, nói chuyện với ca sĩ. Những quy tắc gì đi đến chùa sao là tự Kim Thoa nói với người ta, đúng không? Đúng không? Nên tất cả ca sĩ đi đến chùa mình, người ta quý trọng nhà Đức. Tại vì sao nhà Đức có đụng vô? Người ta đến nơi nhà mình, người ta phải kính trọng chủ nhà chứ. Sang nhà mình mà quý vị, đó, thấy không? Rất là rõ ràng. Nên nói khùng khùng ngu ngu mà cái này phải suy nghĩ lại, đúng không quý vị? Như người ta là người ta dính chân à, như người ta là người ta phải dính chân, người ta phải tự mời ca sĩ, ta gọi ca sĩ. Mà như thế để tìm ra một người để nhờ làm giùm việc đó, mà Kim Tho lại sẵn lòng làm việc này đó, tốt mà. Nhờ vậy mà cái duyên của phước của Kim Tho tăng lên luôn. Tự nhiên bây giờ trong cái dàn ca sĩ đa phần phải qua trung gian của hoa hậu Kim Tho, người ta biết Kim Tho hết. Điều tốt hết là quý vị, rất là tốt, mà lại thành công rất là đặc biệt luôn. Những cái gì những Đức chỉ cần đề xướng ngay chứ hoa hậu Kim Thoa, hoa Kim Thoa phải truyền tải lời những Đức qua tư tưởng của cái cho những người ca sĩ đến chùa mình hát. Đó. Thêm người chồng chuẩn nữa, nghiêm túc đàng hoàng chuẩn, nên cái công việc đó họ làm tốt.
Nên từ nơi đó mà bên dàn ca sĩ càng ngày càng phát triển lên, cho chúng sanh người ta nhờ. Ngộ lắm quý vị ơi. Một cái chương trình lễ hội gì chứ, thật sự quý vị nghe, có nhiều người ta hát đang thích coi lắm đó quý vị. Quý vị ngồi kia thì mỗi người tùy quý vị, nhưng mà có những người ta ngồi người ta đứng ngoài nắng người ta coi đó, đứng ngoài nắng đứng suốt luôn đó, mấy tiếng đó, đứng coi quý vị. Ở ngoài đời cái dưới quê rồi nó nói chứ đâu có đơn giản mà đi thấy được ca sĩ đâu quý vị. Dễ thấy ca sĩ đâu. Như Quách Tuấn Du đồ là cái dạng ca sĩ nổi tiếng lắm rồi, Dương Ngọc Thái đồ nổi tiếng lắm chứ. Ca sĩ đến chùa mình đa phần nhiều ca sĩ hát hay cũng nổi tiếng. Nó giống như Kim Tiểu Long rồi nó nói chứ. Dưới quê là người ta thích lắm đó quý vị ơi, cả lương hát hay lắm á. Thấy không? À. Nhưng mà nói chuyện dễ thương. Đến chùa mình tự nhiên người ta làm sao á. Tại vì mình giảng ta nghe cái người ta nói chuyện cũng theo giống giống mình. Tự nhiên ta nói hịt hạt cái dễ thương. Nói từ cái cách đó là tự nhiên mình thấy rõ ràng. Trước công chúng mình cứ hịt hạt đơn giản, người ta thương nghe quý vị. Ừ. Đã thương. Giống như có cô này cô đọc văn, mà cổ là cô giáo. Khi cô đọc văn xong những Đức gặp cô, như Đức nói nè, mai mốt cô viết văn thì cô viết hay, nhưng cô đọc cô đừng có bẻ, cô đừng có đánh lưỡi quá. Cô đọc bình thường á, cô đọc bình thường nó rất là hay. Đọc bình thường đi, đọc bình thường chậm chậm từ 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 đọc bình thường đi, là nó ra cái đoạn văn hay. Mà đọc một chút á là bắt đầu là mình biết đoạn nào mình sẽ nhắn, đoạn nào mình dịu, đoạn nào mình kéo ra, đoạn nào mình đưa lên, đoạn nào mình hạ xuống. Từ lúc cô đọc cô sẽ biết được cô đọc sao. Tại vì á, ngày xưa dưới quê á, người nam người nữ dưới quê á, họ gặp nhau mà họ kêu anh em á, họ kêu nó mắc cỡ lắm. Cái cách mấy bà bẻ lưỡi ổng à ổng ẹo kỳ lắm. Còn gái thành phố người ta xưng danh nó đơn giản, người ta không có ngại đâu. Nên sao khi Đức lên thành phố thì Đức để ý như Đức này, thì ra rõ ràng cái tiếng anh em ở dưới quê mình nó kêu sao nó mắc kỳ quá. Nhưng mà sao người ta trên đây người ta nói chuyện nó đơn giản mà nghe nó gần gũi, nó ngộ ghê. Thì ra là người ta không có bẻ mồm bẻ miệng. Nên cái tiếng mình sao mình nói ra vậy đi, mình là quê nào nước nào thì mình cứ nói ra vậy đi, chứ mình đừng có gọi là ở Quảng Ngãi mà mình nói ở thành phố. Mình là Quảng Ngãi mình nói Quảng Ngãi, Quảng Nam mình nói Quảng Nam, miền Tây mình nói miền Tây. Mình nói ra cái văn tự của mình là người ta sẽ thấy dễ thương nè, rõ ràng vậy đó. Đừng bẻ mồm bẻ miệng chứ nha. Mình có học thức, mình thông minh hay mình giỏi, người ta sẽ biết à. Đó là cái mà quý vị nhớ nè. Với thêm cái nữa là trước công chúng phải bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh được trước mọi người là chỉ có đúng cách này, là đừng bao giờ cầu mong người ta khen, cũng đừng bao giờ sợ người ta chê, là bình tĩnh. Thấy không? Đa vào con người trước công chúng mà rút rè là do gì? Cái danh của họ nó bị lớn, sợ người ta chê mình, nên phải tìm cách này cách kia để làm sao cho nó đặc biệt hơn. Từ nơi đó mà nó không trở thành bình thường. Còn nếu trước mọi người mà mình bình thường đi, ta khen ta chê mặc kệ người ta, mà mình sẽ trở thành người bình thường đơn giản. Mà người đơn giản bình dị thì quý vị sẽ được người ta thương nhiều. Được thương nhiều có gì đâu. Nên mình mà hiểu được cái móc khóa trong cuộc sống thì bị sống tuyệt vời lắm. Có gì đâu mà gặp người ta mà nói chuyện không được. Thí dụ như mình không biết nói cái gì thì mình nói câu không biết cái gì, là nói là cái chuyện nói chứ gì. Thí dụ như giờ mình gặp người ta mình không biết nói cái gì thì mình gặp người ta mình nói rằng sao gặp anh tôi không biết nói một cái gì luôn nha. Màu đồ người cấp trước ở ngoài á, nói gặp người nói chuyện nhiều lắm mà không biết sao gặp anh là không biết nói cái gì chứ nha. Ủa gia đình anh mấy người à, không biết nói gì mà nói chút nói quá trời luôn. Hiểu không? Tại vì mình nói mình không biết nói cái gì thì mình sẽ nói ra cái gì cần phải nói. Còn người ta là người ta phải nghĩ nói cái gì, nên từ nơi đó người ta nghĩ là muốn nói những câu hay, cuối cùng người ta không biết nói cái gì. Còn mình nói là mình không biết nói cái gì thì thật sự tôi rất là quê mùa, tôi không biết nói một cái gì cả. Ở nhà tôi chỉ làm đồng hũ vậy thôi, rồi mỗi ngày đi bán đồng hũ, rồi đi ngoài đường vậy đó. Bữa nào bán đắt thì được, còn bữa nào bán ế thì đem về nhà ăn. Vậy mà thành nói chuyện ra được, không biết nói cái gì mà nói vậy đó. Hiểu không? Vậy mà tao nói hay à, cách nói chuyện là vậy đó. Còn mình biết nói cái gì thì nên nói cái đó.
Còn đã không biết nói cái gì thì mình nói là mình không biết nói cái gì. Đó. Nó là như vậy đó quý vị. Những cách nói chuyện trước mọi người nó là gì đó. Thí dụ như mình là người nam thích người nữ thì mình nói thật sự rất là ngại, ngại dữ lắm, không biết làm sao á. Mỗi lần mà gặp là nó run tay chân chứ, là thấy dễ thương liền, run hết chứ, run tim đập thu 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 tụi vậy. Ngộ ghê, làm biết sao á, thấy bao nhiêu con người nó không có một vấn đề gì nghe, mà mỗi lần mà gặp nàng là đuổi biết sao, tay chân run hết chứ. Rồi chân cẳng lạnh đổ mồ hôi, sức mồ hôi hột lạnh lẽo người, không biết làm sao mà kỳ cục. Tuy là nói vậy chứ thật sự là tỏ tình. Thật sự là tỏ tình là còn gì nữa quý vị. Còn mình chơi cái lương quá mà nghe nó muốn sốt luôn. Nó lợn ngâm thơ đồ, nó dòng vô đồ ghê gớm thật sự. Người nghe vẫn ốc mình chết mộ. Còn ta bình thường nó không có cái gì, người ta lại nhét, người ta nói người ta gung này kia đồ mà. Tự nhiên ta nói ai sao bàn tay này ngộ ta. Nói gung mà sợ bàn tay ngộ ghê á. Tay tôi sao lạnh quá, không biết tay này có lạnh không hả. Không biết nói cái gì chứ mà nhét mà kinh khủng vậy đó. Thấy không? Tại vì nó không có gọi là, nó không phải là cái lương quá quý vị, mà nó tự nhiên á, mà nói ra cái của bản thân mình đang nghĩ cái gì và nói cái gì. Đó. Cái nói chuyện nó hay lắm đó quý vị. Ví dụ như mình đi lại nhà người ta, bây giờ mình không biết xưng hô sao này kia đồ, thì mình nói rõ ràng là con á, thật sự con cô chú hồi xưa giờ con ít bao giờ được đi đâu lắm, con cũng không có biết giao tiếp được cái người lớn tuổi, con không biết xưng hô làm sao nữa, nên là xin cô chú dạy con bây giờ con phải xưng hô làm sao với cô chú. Thật sự mình kêu cô chú rồi đúng quý vị, rồi sao mà còn gì nữa. Nó, mà người ta lại thương mình, ta lại thương mình. Nó, nên là từ nơi đó, ví dụ mình đi lại nhà người ta, tự nhiên mình mắc gì xin mình nói bạn nhà bạn cái chỗ đi đái ở đâu à? Sớm giờ ngồi mắc đái còn hơn cái gì. Nó nghe là nó cười sặc sặc rồi, hiểu không? Thôi cái gì chứ tôi hay lúa dữ lắm, quê tôi toàn là nói đi đái không mà tôi quên. Mình biết nghe, nó nói nè bạn đây là nhà toilet đây. Nó, toilet là cái gì vậy bạn? Tôi lấy là phòng ngủ á hả? Mình làm gì đó nghe mà lại gây một cái ấn tượng cực kỳ nó lớn đối với con người đó luôn. Hồi đó là Nhật Đức đi lại nhà bạn bè chơi quý vị, là Nhật Đức biết hết trơn, nhưng mà Nhật Đức nói nè, con ở nhà con cực dữ lắm, khổ lắm, nên con đi lại nhà ai á, con thấy người ta mà ăn cơm xong là con dọn chén, con đi rửa chén à. Tại vì con ngồi con chịu không nổi, vì từ nhỏ tới lớn con cực khổ lắm, nên con không có là con không làm là con chịu không có nổi đâu, nên thông cảm cho con. Mỗi lần ăn cơm xong con dọn chén, con gom chén bưng ra phía sau, nhưng mà bưng ra phía sau mình chọc mấy nhỏ gái quá trời. Còn mấy cái thằng bạn đi chung nó không có đứa nào chứ, tại mình lủi sao hè quý vị, mình đi rửa chén, mình đi quét nhà phụ nó, rồi cuối cùng mình có cơ hội. Nên nó từ nơi đó, nó từ nơi đó mới cười nói gì đâu, nó vui gì đâu. Đó là những điều muốn nói quý vị nghe, là nó đơn giản trong cái cuộc sống, có những cái rất là đơn giản nhưng mà lạ vai người ta để làm cho nó thành một cái cầu kỳ khó khăn quý vị. Giống như bây giờ quý vị coi những đứa học Phật nè, nó rất là đơn giản quý vị coi. Có nhiều người nói học Phật không có đơn giản nữa. Ủa? Thì học Phật thì học được thì học, không được thì thôi, cái gì đâu không đơn giản. Quý vị cứ nghĩ đi. Thì bây giờ giống như chúng ta đi đường thôi, bữa nay chúng ta đi được 5-10 bước thì chúng ta ngồi nghỉ, thì có khỏe sức khỏe chúng ta đi 5-10 bước nữa. Cái gì đâu mà nói mình đi không được. Thì học Phật cũng vậy thôi, thì mình biết được như mình học nhiều, biết nhiều học nhiều biết rất là ít, đúng quý vị? Rồi đàn không? Rất là dễ. Ví dụ như bây giờ quý vị nói niệm Phật, có nhiều người nói ủa niệm Phật niệm không vô luôn thầy,
Không phải dở niệm không vô nữa. Ủa, cái gì nó còn vô, cái gì niệm Phật mà không vô. Thấy không? Niệm Phật mà làm gì niệm không vô. Tại sao niệm Phật mà niệm không vô? Ai chứ là Phật, ai chứ là Phật gì mà không vô? Quý vị biết vì sao họ niệm không vô không? Vì họ đặt vấn đề là họ phải niệm như thế nào, họ phải đạt công phu gì, họ phải niệm miệng niệm tai nghe làm sao. Bây giờ như Đức nói với vị nghe, cái tâm nó dịu thì miệng niệm tai nghe, nhưng mà cái tâm nó đang loạn rồi, miệng niệm lỗ tai sao nghe. Nó đang loạn là cái tâm mình nó đang có nhiều cái nghĩ khác, thì nó kéo cái tâm mình đi chỗ khác, còn cái miệng mình niệm. Nhưng mà thật sự cái vi tế của cái miệng niệm là cái tâm nó đã niệm rồi. Thấy không? Cái tâm nó đã niệm rồi, nhưng mà là do cái tâm mình nó phân ra, nhưng mà mình lại bị cái ưu thế của cái kéo tâm mạnh, còn cái nhớ Phật của mình là nó lại yếu, là do gì nhiều đời nhiều kiếp á, là cái tâm nhớ Phật mình nó yếu, còn cái tâm vọng tưởng mình nó mạnh, nên bây giờ cái vọng tưởng nó kéo đi, mình thấy cái vọng tưởng kéo, chứ mình không có thấy được cái tâm nhớ Phật, vì cái tâm vi tế của nhớ Phật nó mỏng quá. Chứ thật sự thì nó có nhớ Phật thì nó mới niệm Phật. Hiểu không? Nên khi quý vị niệm Phật mà vọng tưởng nhiều đó, thì quý vị phải biết rằng là quý vị có tâm nhớ Phật và miệng niệm Phật luôn. Còn cái vọng tưởng là vọng tưởng thôi, chứ miệng chưa đọc lên vọng tưởng, nên niệm Phật vẫn đạt hơn, đạt hơn rồi đó. Nên có nhiều người ta nói rằng bây giờ niệm Phật mà vọng tưởng nhiều vậy là không có được lợi ích. Bảy gì không lợi ích? Nhìn Phật, thấy Phật, nghe danh hiệu Phật mà còn lợi ích, không chi là niệm Phật mà làm gì không lợi ích. Đó, có lợi ích chứ. Cái gì cũng cần phải quân tập quý vị, nó phải có thời gian quân tập, có thời gian quân tập. Nó quân tập từ từ, rồi quý vị mới thành quen. Cái gì cũng vậy, học nghề cũng vậy, mới học không thể nào bằng cái người ta học lâu. Nên chúng ta phải cần quân tập có thời gian lâu. Như bản thân Như Đức được mười mấy năm niệm Phật, bây giờ cái câu Phật hiệu Như Đức niệm rất là trôi chảy. Trôi chảy là gì? Thì lúc nào trôi trôi, lúc nào chảy chảy. Thoải mái ghê không? Giống như ngày xưa dưới quê miền Tây, Những Đức mà buổi trưa Những Đức ưa nhảy xong, nhảy xong xong á Những Đức thả tàu, nó trôi từ từ, cứ trôi từ từ mặc kệ nó thôi. Rồi tới mùa mà nước lên nó chảy, nước chảy nhảy xuống lội trôi, nó cho mình ào đi, muốn chảy đâu chảy. Con người nó rất là tự tại. Nó nên từ nơi đó niệm Phật cũng vậy, cứ tự nhiên mà niệm, cứ tự nhiên mà niệm. Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, mặc kệ, mình cứ niệm Phật thôi. Mình đặt vấn đề là niệm Phật là tốt hơn vọng tưởng, niệm Phật là tốt hơn vọng tưởng, niệm Phật là tốt hơn vọng tưởng. Mình cứ đặt vấn đề là niệm Phật tốt hơn vọng tưởng. Nên từ nơi đó cái tâm mình đặt vào Phật mạnh hơn vọng tưởng, thì từ nơi đó từ từ vọng tưởng lui gót bớt đi. Chứ đừng bao giờ đem câu Phật hiệu đi đè phục vọng tưởng nghe. Thì nhớ kinh chú hay niệm Phật không có cái chuyện đối lập. Tại vì kinh giáo của Phật dạy là trung lập, chứ không đối lập. Trung lập là quân bình đó quý vị, cân bằng, ai cũng được sống hết trơn, không có đi giết người khác. Thấy không? Nên nó gọi là trung lập, chứ nó không đối lập. Mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình trì chú, mình đi đối lập với vọng tưởng, mình đối lập với loại khác là sai. Nên có những người, thí dụ như người ta thấy ma quỷ, người ta dùng cách để bắt ma quỷ, rồi người ta bắt ma quỷ xong người ta chú ý ma quỷ là sai. Đây gọi là đối lập. Còn Phật Pháp dạy là trung lập. Trung lập là gì? Là khuyên can, hướng dẫn, thương yêu và giúp đỡ họ, nhưng họ vẫn phản kháng, thì đó là nhân quả giữa họ với người đó, chúng ta không chen vô. Trung lập, không đối lập. Nên cái chuyện của người ta đối lập, mình đừng có nhào vô đối lập. Mình nhào vô là mình dạy bản thân mình là đứng ở ngoài cuộc, quan sát tình hình. Ví dụ như lời nói người ta đấu đá với nhau, thì mình là người đừng nên nhảy vào để đối lập. Mình dạy mình đi nhảy vô chứ, mình nhảy vô đối lập để nó tạo nghiệp chứ. Nên mình là người quan sát nhìn nhận thôi, chứ mình đừng nhào vô. Nhưng có những việc mà chúng ta có thể giúp người ta được là như vậy. Ví dụ như ba bốn thằng nó đè đánh thằng, mình thấy tội nghiệp thằng này quá, mình lỡ mình can thôi.
Nhưng mà mình thấy thằng nào cũng cầm dao hết chứ, thì mình phải nhờ cái người có sức lực hơn để lợi giải quyết vấn đề. Chứ mình nhào vô nó chém mình cái chết queo mình sao? Hay khôn chứ quý vị. Đó, thí dụ như mình chạy xe ngoài đường, mình thấy nó giật đồ người ta, mình nhào vô mình giật lại, biết đâu nó quất mình sao? Thì mình gầm vậy mình kêu, bà con chồng xấu con nó giật đồ. Mình lao lên người ta chạy ra thì thằng này buông ra nó giọt, cứu được người đó. Chứ mình nhào vô nó quất mình sao? Hiểu không? Mình đừng có bỏ lơ mình đi, mình la lên, bà con chồng xóm con nó giật đồ, cứu người ta đi, giúp người ta đi. Mình la lên vậy thằng này nó sợ, nó chạy. Thấy không? Có một lần như Đức đi với thằng bạn, hai thằng đi nhậu, đi tới gì Thuận Kiều Misa gì quận 5 á. À, thì quý vị biết rằng đi đến nơi đó tự nhiên sáu thằng kia chạy xe ngang, nó quẹt xe thằng bạn ngã ngang. Thằng bạn nó cũng xỉn. Cái thằng bạn nó dám kẹt xe của tao, tao có lời biết. Mày biết tao là ai không? Tao là thằng cọp nè. Ở kia sáu thằng, nó bao dây này lỡ chạy. Nó mày là cọp. Mày cọp tao cũng là hổ này có. Thấy không? Chàng ơi, năm cháu thằng nó đè nó dậm này. Nó đè nó quýnh. Mình nói bây giờ mình mà nghĩa khí lúc này nó đánh luôn hai thằng. Cái này là ngu chứ không phải là nghĩa khí chứ. Chết queo hai thằng rồi cuối cùng nó lấy xe luôn. Cũng không được cái gì. Nhà kế bên mình quan sát, thấy cái nhà kế bên mình chạy lại cái nhà kế bên. Mình lấy tay mình đập vô cái cửa nhà, bóp bóp công an đến. Sáu thằng kia tóc chạy cái dù. Mình không bị đánh, còn thằng bạn bị gãy cái gan. Nếu không thì hai thằng bị gãy gan luôn sao? Nghĩa khí nhưng mà phải khôn. Thế không quý vị? Chứ mình nhào vô mình đánh chung, đánh đâu có lỡ. Tại hai thằng sao đánh với sáu bạn? Thì có cách là mình vỗ cửa mình kêu công an đến rồi thì sáu thằng kia chạy. Cuối cùng cứu được bạn mà thằng bạn bị đánh gãy cái gan. Đi dọc đường thì đứng nói, tôi nói cho bạn biết, nếu lúc đó tôi mà không lanh trí là tôi với bạn gãy cổ. Nên bạn chỉ có gãy cái gan thôi, gãy gan có thể trồng gan khác. Nhưng gãy cổ làm sao mà có thể làm cổ khác được bạn. Thấy chưa? Phải khéo quý vị, nhìn tình thế. Mình yếu mà quý vị, nhào vô một chí. Mà lúc đó xỉn là đã nghe mà còn tỉnh tỉnh được đó. Nó tại vì lúc đó mình quản hồn quản giết. Bây giờ đánh bạn quá trời, đánh bây giờ mình nhào vô đánh không có lợ. Đánh đâu có lợ đâu, tại nó tới 6 thằng. Thằng bạn mình, do thằng bạn mình nó bậy trước. Nhựa với người ta. Thì quẹt ngang cái thôi, ngồi vậy nó thôi thôi thôi. Thôi bạn đi đi, bạn tôi sai rồi. Nó không biết gì đâu, thôi thôi được, đứng lên đi ở đây. Cái gì mà không biết. Ngồi chứ, sao thằng bay biết nha. Khu vực này là khu vực của tao. Kênh kênh kênh, mà mặt ảnh kênh kênh kênh, bay quýnh liền chàng. Bốn quýnh ảnh không mà không quýnh mình. Tại mình có lão gì đâu quýnh mình. Vậy mà mình nhào vô nó quýnh mình liền đó nghe. Chứ bây giờ ở đâu mình thấy cửa kia mình đập cửa liền. Cuối cùng mình nó chạy hết trơn, người ta mở cửa ra thì hai thằng leo xe giọt. À! Từ đó nhiều chuyện mất cười lắm quý vị ơi. Thôi mình thì thật sự mình nói, mình đi tu thì trước thời gian mình đi tu mình cũng thôi cũng đục nước hết trơn. Ok, nước đục thì mua phèn lóng xài đỡ. Hiểu không? Từ đó nhờ vào quá quá làm cục phèn quý vị. Lóng từ từ lặn. Nó nên quý vị ơi, Phật pháp hay lắm. Phật pháp quá hay quý vị. Nên quý vị thấy á, nhưng Đức chia sẻ Phật pháp đa vào cho Đức kể chuyện không? Bởi vì có nhiều người nếu mà nói về gọi là Phật học của tao, tao nói gì chia sẻ Phật pháp. Tôi không thấy câu nào chia sẻ Phật pháp hết trơn. Nhưng quý vị biết rằng á, nếu bỏ tới gian pháp thì làm gì có Phật pháp. Cái đặc biệt của cái những Đức kể chuyện quý vị nghe là những Đức muốn nói lên cho quý vị nghe rằng con người này ngày xưa đục nước hư hỏng, nhưng mà họ bước vào đạo mà nhờ đạo giúp họ, ý nói là Phật pháp tuyệt vời. Vậy thôi. Đúng quý vị. Xác lời tôi gọi cái gì? Đó là gì? Người ta dùng thế gian pháp và xuất thế gian pháp kết hợp lại.
Mà tại vì chúng ta thế gian pháp mạnh quá nên đưa thế gian pháp cho bị nghe dễ hơn. Nó bị cừ tối ngày đó, thấy chưa? Ờ, nó còn người ta ban vô thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu thời gian của người ta là bắt đầu là mở bài, rồi thăng bài vô kết luận. Vừa mở bài chưa vô thăng bài là rồi xong đấy các thầy các con, đó chỉ là mới có cái mở bài mà thôi, bây giờ tới giây phút thăng bài các con hãy nghe thầy nói ở dưới. Vô thăng bài là nó gục hết trơn rồi. Kết luận quan trọng cuối cùng nó nằm nó ngủ tại chỗ luôn. Có đường lẫn ích gì đâu quý vị. Còn những đức đi ngược lại, những đức lạ là cái gì? Mới vô là những đức chơi kết luận, nó phái. Bây giờ quý vị thấy cái cách giảng những đức là rõ ràng. Mới vô những đức đưa mấy câu quan trọng luôn đó chưa? Đổi lại cách rồi đó. Ở đó mới vô những đức là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là những đức mới đọc cái đề đúng không? Nó không sống động mà bây giờ. Bây giờ những đức đưa mấy câu quan trọng ra, xong một chút những đức mới đọc cái đề vô luôn, đúng không? Nó sau này cái bài pháp này ngày tháng gì nếu mà người ta mà cắt ra người ta đi truyền bá rất dễ, vì mới, thật sự là mới. Vì sao? Đâu có đọc ngày tháng. Đọc ngày tháng đâu mà không mới, còn đọc ngày tháng là nó cũ. Còn bây giờ ta đưa đây là pháp mới đó, công nhận thầy Đức này pháp mới liền liền đó, đúng không quý vị? Đó mình tính vậy đó. Sau này họ cắt pháp như Đức là hoàn toàn bài mới không, nhưng có đọc ngày tháng đâu mà cũ. À, thấy chưa? Này quan trọng nè. Nó nên cái cách chia sẻ Phật pháp người ta, nó nói chứ người ta chưa có qua cái gì mà gọi là sư phạm, nhưng người ta là ảm đạm lắm. À! Nên đó, tôi chưa qua sư phạm gì, đúng quý vị? Nó bây giờ những đức nói quý vị nhiều người qua sư phạm rồi, bị lên bị giảng gì những đức đi. Lên giảng không, như đức nói thì quý vị biết nghe, ai mà giảng pháp giữ cái nào giữ thử đi. Bây giờ mà nếu mà nói là gọi là thi giảng pháp một tuần một buổi, một buổi một ngày 10 buổi, mỗi ông thầy giảng trong vòng một tuần 100% vị những đức thi liền. Ừ, chắc chắn một ngày nhà đức có thể giảng 10 buổi pháp là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết trơn á. Nó không biết sao giảng sao mà người ta chịu nghe được rồi, đúng quý vị? Mà quý vị nghe quý vị thấy được không? Đúng quá. À, ngộ ghê. Nhiều người ta nghe quý vị, người ta nghe tức lắm nghe quý vị. Có một vài người tức ghê lắm. Cái gì mà nó tức, tức gì đâu, sao kỳ cục vậy, sao kỳ vậy, sao kỳ, nó không có gì kỳ chứ. Nó kỳ cục, nó chặt cái cục đi, chặt luôn cái kỳ là không có gì kỳ cục, đúng quý vị? Bây giờ nè, tôi chia sẻ một pháp tại sao mà mấy bà này càng ngày mấy bà càng đẹp. Tại vì cái kỳ và cái cục mấy bà bị chặt sạch dấp chứ còn gì không đẹp nữa. Hồi đó mà lòi lõm đầu này đầu kia, cục này kỳ nọ tùm lum, nhưng mà từ khi nghe tôi giảng tới giờ tôi gọt sạch nhất chứ. Bà nào bà nấy trẻ trung đẹp ra. Thì vì biết là đạo pháp là gọt giùm cho người ta thôi. Gọt những cái mà lòi lõm, kỳ cục. Gọt những cái mà gọi là phiền não bớt đi. Thì cuối cùng mấy bà hiện tướng đẹp. Đó. 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 Có cái ông kia kìa, ông bình luận nói câu nè: con là một con người mà gọi là gì, khó thu phục nhất đó thầy, nhưng mà con nghe thầy là con nói là con mê thầy. Nó nè, từ nó đó đơn giản cho người ta vui vị ơi. Đi coi cái thời gian qua mau không, mới đây 10 giờ đó,
Thấy mau chưa? Giảng pháp mà thời gian mà nói thật là mong như thời gian đừng đến. Giảng đó mới phê quý vị. Công nhận không? Giảng quá phê luôn á. Tại mong thời gian đừng đến. Khổ nhất của chúng ta là làm cái gì mà chúng ta mong trời nó đến đi. Đến đi, qua vứt cho rồi đi. Nghĩ đi là biết nó thất bại rồi đó. Con này giảng mà thao thao bất tuyệt mà thời gian đến là không hay. Thì coi á, giống đi vào trong định đó thì ơi. Thấy không? Nó mất đi không gian thời gian á. Chứ thật sự một tiếng mấy đồng hồ không đơn giản quý vị ơi. Bây giờ Nhân Đức nói với vị nghe nha. Vị nghe Nhân Đức giảng thời gian qua rất là mau. Nhưng mà thời gian của ca sĩ hát thời gian lâu, rất là lâu. Này nói thiệt luôn á, một tiếng mấy đồng hồ là không đơn giản quý vị. Bây giờ Nhân Đức giảng nhìn cầm mắt ai cũng sáng quắc à. À đó. Tại vì sao thì biết không? Nó liên hoàn tiếp tục. Tiếp. Nó làm thì hước theo luôn á. Có nhiều khi Nhân Đức ngồi chia sẻ pháp đây mà dưới nhiều bảo làm nè. Một trăm phần trăm quý vị luôn, có nhiều bà mấy quý vị. Nhân Đức thì chia sẻ bọc pháp mà giống như mấy bà đang ghiền cái con gì vậy. Con ngồi dưới bảo làm nè. Anh sang quá sang lỡ. Mà ông chồng nói vậy nè, tôi lại bà, tôi giết tôi không dám ngồi nghe pháp gần bà luôn. Bà làm gì mà thầy giảng bà dưới bà nhắc ma. Ginh cái cục nè. Ông ơi, tôi giảng mà thầy cũng giảng thu hút. Tôi nghe nó thu hút. Tôi gì tôi mới có duyên. Đúng rồi, có duyên quý vị. Nhân Đức thích cái người nào mà nghe Nhân Đức giảng mà làm gì. Thích. 100% Nhân Đức thích quý vị. Nên ai mà Nhân Đức giảng mà bị liễu thì cứ ngồi trước mặt Nhân Đức đi. Thích vậy đó. Tại vì mình thích, tại vì mình giảng họ nghe họ thu hút. Họ mới làm gì? Mà họ làm gì Nhân Đức lại thích giảng. Chứ bây giờ mà Nhân Đức giảng mà cái bà nào ngồi trước mặt có làm nè. Giảng gì đâu mà giảng tối ngày. Nói hoài cũng hết. Thì niệm Phật giảng sanh, thì niệm Phật giảng sanh thôi. Làm gì mà nói hoài. Bực mình ghê. Sao bị giảng được quý vị? Bức tốt đủ làm thì chút cái mà làm nè. Sao bị dạng? Còn bây giờ có nhiều người ta nghe chăm chú mà ta làm. Thì bị dạng háo hức chứ sao quý vị dạ? Ông con dạng của dạng vui thế kia quý vị ơi. Quá là vui luôn á. Bây giờ Nhân Đức nói với những người nào mà nhà ở phương xa lại bị hơi bị thiếu duyên. Thật sự quý vị luôn, tại vì mình không đi đến đây được mỗi tuần. Nó trực tiếp đây không đơn giản nha quý vị. Nó hoàn toàn nó khác cái chuyện mình coi trên tivi á. Cái bữa mà bên nhà Tôn có một bà. Đúng là bà này mới số 1 nè. Những đức giảng dưới bà. Những đức giảng ở trên bà dưới bà ngồi làm nè. Bà này liệu đến mức số 1 luôn. Liệu cao thủ luôn đó quý vị. Nghiêng gần két. Cái bà ngồi kế bên á. Bà làm gì nè. Hai bà ngồi kế bên xích gạch chân. Tại bà làm ghê quá. Mà thật sự bà không có gì bà liệu. Bà nghe bà mê quá bà liệu quý vị bà vui quá. Rồi trên những đứa cứ làm gì bà làm theo. Cái bà dưới bà đâu có nói được bà làm là. Trời ơi, két, mấy bà ngồi chung quanh thương hết. Chứ dứt qua bên hết.
một chút nghe vị bà đưa hai cái chân bà ra. Tại vì sao bà thấy rộng quá thoải mái. Rộng quá thoải mái bà đưa hai chân ra luôn. Bà đưa hai chân trình bành nghe gì, hai tay bà đưa ra gì. Rồi bắt đầu bà tha hồ bà làm nè. Thì nó nói chèn nói chèn. Tôi mà giảng rồi tôi gặp cái bà này chứ tôi giảng. Tôi giảng chắc bể chùa luôn á. Làm thấy ghê thiệt. Không vị ơi, một chút như Đức gặp bà như Đức hỏi bà nói là hết biết gì hết chứ. Chèn ôi cái cảm giác gì đâu mà nghe mà nó vui. Mà nó sung sướng gì đâu mà không tưởng tượng được. Thôi vậy biết. Còn bà sung sướng ngộ lắm. Người ta thì sung sướng thì người ta vui bình thường. Còn bà sung sướng ngộ tới ghê. Không mà nó nói lâu lâu cũng gặp những người sung sướng lạ quý vị. Sung sướng có loại nhiều loại sung sướng lắm. Bà sung sướng gì đâu mà. Cái bà này ngày xưa mà bà có chồng chứ cũng sợ quá luôn. Đúng quý vị. Người ta thì bình thường. Người ta sung sướng thì cái kiểu cách của người ta nó đặc biệt. Còn bà sung sướng nó chạy mất vé luôn. Không mà bà cũng không đến nỗi lớn tuổi gì mấy. Xong rồi nhà Đức hỏi bà, ủa bây giờ nói nhỏ cho nhau nghe thôi nghe. Ủa bộ từ xưa giờ sung sướng gì không á hả? Bà nói hồi đó cũng sung sướng mà nó không đến nỗi quá đáng gì. Từ khi nghe thầy, mỗi lần mà ngồi trực tiếp nghe thầy giảng là nó kỳ lắm. Trong lòng hết biết gì hết. Hồi nãy thấy có gì quá đáng không thầy? Như Đức nói không có gì quá đáng đâu. Chỉ có bành chân bành cẳng đó thôi. Có làm thì ghê lắm quý vị ơi. Nó làm gì đâu mà. Chú cái tay chân rồi đưa đồ ra đó. Đúng là kinh quá mấy ông. Này đúng là số 1 không phải đơn giản ra chưa. Nên không cái cách chia sẻ một pháp mình cái vị thật sự mà nói nó còn hơn là mà gọi là quý vị đi coi cái la sô hài còn hơn á. Mà vị nhớ nghe, quý vị coi la sô hài vì cười một chút nó sẽ rất là mỏi cái hàm và nó rất là mệt nha quý vị. Nhưng mà lạ ở đây nó có một cái pháp vị gì mà không diễn đạt được quý vị ơi. Vui sao á. Thấy không? Mà cái vui này vì biết cái vui gì không? Cái vui giải thoát. Đó. Vui giải thoát. Thêm cái nữa là gì? Quán thân trái chủ quý vị, hương linh thai nhi, củ quyền thất tổ chư siêu. Đi đến đây cũng cười luôn. Cười luôn. Mà quý vị biết họ đi đến đây là họ đang ngồi ở đâu không? Không phải ngồi đây. Lan can hai bên. Tại vì sao? Vị trí của họ chứ. Vì không có ai. Vô đây đông quá, cái dương khí người ta quá mạnh. Thấy không? Cái quái lực người sống nó mạnh quá. Nên người ta lên trên đó. Ngồi trên đó. Các vị biết rằng có một cái cô này. Cô nói rằng bữa đó cô lên trên đó khi nhà Đức giảng pháp, cô lên đó cô giác mời. Cô vừa mở cửa ra thôi tự nhiên người cô lạnh toát người chứ, ốc ác nổi cung cục lên. Cô hỏi nhà Đức tại sao? Nhà Đức nói âm khí mạnh vì người ta đang nghe pháp trên đó. Nghe không? Đang trên đó nghe pháp đó, không đơn giản đâu nghe quý vị. Tại vì người ta cũng muốn coi trực tiếp những đức chứ sao. Nghe không? Cái tiếng tâm nó mở rộng đến mức vậy. Con người sống đồn ra thì con người chết người ta cũng muốn coi ông này sao. Tại vì người sống muốn nhìn mặt thì người chết cũng muốn nhìn mặt, chen nhau mà nhìn mặt. Mà có nhiều hương linh còn trẻ rất xinh đẹp cũng canh nhau nhìn mặt. Không phải đơn giản. Người sống đã kết là người chết cũng kết luôn. Cái hôn của mình nó đặc biệt nha quý vị. Hôn mình đặc biệt. Đúng quý vị. Lạ kỳ nha.
niệm Phật viết còn tự hô viên ngộ ghê. Nên như Đức nói này, báo cho tất cả những người trong cuộc đời này lùng lé hô súng. Chúng ta là những người sanh ra đời không được đẹp gì mấy, nhưng có một thứ để làm cho chúng ta đẹp, đó là thứ gì? Niệm A Di Đà Phật. Nhớ nghe. Ôi, quá tuyệt vời quý vị ơi. Nhờ niệm Phật mà chúng ta cứ cười đi. Đúng quý vị. Tại sao chúng ta sống mà chúng ta không cười? Nếu chúng ta không cười chúng ta sẽ đi uống thuốc chuột. Không có thiệt đâu quý vị. Không cười thì uống thuốc chuột chết mộ luôn. Tại vì mình không cười thì mặt mình sao? Có cái bà đó bữa đó, bà hô không bằng Nhân Đức, mà bà đỡ gần Nhân Đức, bà buồn quý vị. Bà khóc, bà làm gì? Bây giờ Nhân Đức nhìn nhiều loại khóc lắm. Mà có những người mà đã vui có duyên, họ khóc mình nhìn cũng có duyên. Mà riêng cái bà này chưa có duyên. Để ít niệm Phật quá. Bà lỡ khóc làm này. Nhân Đức nói, bà đến đây không phải là bà đau lòng bà khóc, mà bà đến đây là bà muốn nhát tôi chết nè. Bà nghe cái bà hết khóc liền quý vị. Nói cái câu gì mà ta hết khóc quý vị ơi. Chứ gặp mà mình kêu bà nín đi thôi cô, chuyện đâu còn có đó cô, có gì cô nói với thầy nghe đi, rồi thầy giúp được thì giúp cho. Thì bà đâu còn thấy kinh khủng lắm quý vị. Con này mình nói bà đây bà nhát tôi chết nè, nín liền quý vị, đứng lại liền. Tại vì muốn cho thầy chết mà sao mà khóc được nữa, nín liền. Cuối cùng mình nín, mình định định hình lại, định thần lại. Lúc đó mình nói chuyện cho bà nghe, tự nhiên nói xong bà cười. Cái bà này đúng là kinh khủng thiệt. Nhân Đức nói, bà nãy giờ bà kể là chồng bà bỏ bà, tôi hỏi bà có lấy nụ cười này bà cười cho nó nghe không? Bà nói là con cười vậy không? Đúng rồi. Thì ra chồng bà bỏ bà là có lý do. Bây giờ bà hỏi Nhân Đức đi, nếu Nhân Đức là người đặt vai trò là chồng bà hỏi Nhân Đức đi, Nhân Đức sẽ làm sao với bà? Bà hỏi lại, nếu thầy vai trò là chồng con thì thầy có thương con không? Nhân Đức nói bỏ bà chắc chắn luôn. Phụ nữ thì có khi mình gần đàn ông thì mình cười, thì cũng mình ví dụ như tôi cỡ nào nó cũng e thẹn, thì bà làm thiết ghê quá. Hồi nãy tôi thấy bà cười hai lần, tôi chọc bà cười hai lần, bà cười thiết ghê quá. Tự nhiên bà đang bình thường thì bà đang khóc hung hung nói bà cười. Bà làm cái này ai chịu nổi bà. Rồi tôi hỏi kỹ bà nè, trong những giây phút bà bên chồng bà có cười gì không? Bà nói có. Nó sao tao nó chịu thua luôn. Ta đang bên cạnh bà, người ta đang vui, bà cười lên cái Nam Mô với Đà Phật, đứng lên đi về. Thôi được rồi, mệt quá không có còn cái gì nữa chứ, hết hồn nó xỉu, hết hồn nó xỉu chết một. Từ từ đó bỏ bà bảy rồi, mai mốt bà đổi nụ cười lên đi. Bà đi đến chùa Hộ Pháp thì mấy ông thầy cười bà cười theo thì được, với bà hội chúng thì bà lấy luôn người này ra bà đáp ứng. Còn dưới chồng bà cười khác lại. Bà hỏi cười sao, nói trời trời, bây giờ cười mà còn hỏi cười sao, bây giờ không biết cười sao. Thì tôi cũng hô cũng không có duyên gì, mà tôi lên trên buổi giảng thì tôi cười cũng giả mang, không lẽ tôi mà dạy bà nụ cười giống nụ cười tôi thì nó cũng bỏ bà nữa. Cuối cùng bà hỏi bà, thầy ơi, thầy chỉ con đi, thầy chỉ con cười sao cho chồng con thương con. Nhà Đức nói chỉ sao vậy? Bây giờ trước nhất bà muốn cười, bà niệm Phật trong tâm 10 câu. Nghe mà, niệm cho 10 câu trong tâm nghe không? Cái này là chỉ bà đi cho chồng thương thôi chứ không phải niệm Phật giảng sanh gì.
Thì họ kệ, người ta không muốn giảng sanh, mà người ta muốn niệm Phật để chồng thương thôi. Thì mình chỉ người ta niệm Phật 10 câu nghe không, xong hả cười. Niệm Phật 10 câu rồi xong bà, tại vì bà la la ghê quá, bà kìm lại đừng có la nghe không. Cầu Phật gia hộ cho con đừng có la nghe không, cười bình thường nghe không. Bất cứ lúc nào nghe chưa, nhớ kỹ thay đổi phong cách lại nghe không. Thay đổi phong cách lại nghe chưa, cười bình thường nghe không, bình thường đó, bình thường niệm Phật trong tâm 10 câu rồi xong. Dễ dàng đừng ra tiếng nghe chưa. Cuối cùng bà làm Iran đâu một thời gian sau bà đến mà gặp những đứa, bà nói công nhận linh thiệt. Quá linh. Xong những đứa hỏi ổn không, ổn ổn không, ổn bà nói ổn. Vậy là thấy được rồi phải không, được. Niệm Phật 10 câu trước rồi cười phải không, đúng. Y gan thầy dạy luôn. Bây giờ sao rồi? Thương lắm. Thấy chưa, vậy thấy không? Đó, vậy đó. Rồi từ từ mới dạy người ta, từ từ, từ từ, từ từ. Rồi người ta mới thấy ra cái nụ cười đó nó không có chắc thật của cuộc đời. Rồi từ từ người ta mới hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thế là phải gặp ai kêu giảng sanh đi, giảng sanh. Cái gì đâu giảng sanh, thấy không? Có cái bà này, bà xa chồng. Bà nói rằng thật sự với thầy là trong lòng bây giờ cũng muốn niệm Phật giảng sanh lắm, nhưng mà sao nó bà nói cho mình hiểu không, nó hiểu không. Thì cái xong như Đức nói thì cứ nói không hiểu gì, thầy nói rõ cho con nghe con không hiểu. Thì bà nói nên Đức nói ý là bây giờ bà đang có cái gì thì bà hãy đáp ứng rồi đi, rồi lúc đó tính sao. Tại vì bà muốn đáp ứng, đúng không? Thì cái chuyện trong cuộc đời thì bà tự nhận thức. Chứ bây giờ ép bà đi bà gắn xanh cũng không có được, thấy không? Thôi tùy duyên đi. Thì thấy không, gặp quá nhiều loại người quý vị ơi, mà loại người nào mình cũng giải quyết được. Nè, hôm qua gặp cái thằng bự chà bá 115 kg, nó ngồi kế mình giống như con nhái mà ngồi bên cá sấu quý vị, kinh khủng không? Nó vậy đó nghe, mà nó lợ, mẹ nó kêu quỳ xuống con. Nó quỳ chi vậy mẹ, quỳ xuống. Yếu yếu như Đức này, quỳ quỳ xuống quý vị. Hồi trước Đức này nó bự quá, hù nó chứ. Xong quỳ xuống, mẹ nó kêu đập đầu nó một cái đi thầy, này lì lắm. Những Đức nói đưa cái búa ở đây. Sợ quý vị, thì nó nghĩ ông thầy là nói thiệt, đưa cái búa đây nó xanh mặt xanh mày chứ. Nói Nam Mô với bác thầy đừng có búa con. Biết cái này mình độ được. Vừa nói một câu là nó sợ là biết nó độ được, nhớ không? Xong nó nhớ nghe con. Xong những cái đầu nó gì, như Đức đưa lên cái tay lên cái đầu nó, đây giống như cái đầu nó gì, đưa lên. Xong những Đức niệm A Di Đà Phật mà. Mà nhưng Đức không có niệm bình thường này, này chơi quạt gió chơi mát mà vậy đó. Thiết kế là nó quạt gió. Qua câu chuyện này mới cầm quạt gió là được, nó quạt cái ngực cho nó mát một chút. Thấy chưa? Xong sao bắt đầu là gì, cầm nghe cái đầu nó gì, Đức dịnh lại. Mà như Đức niệm Phật mà như Đức không có niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng thì nó thấy mình niệm Phật bình thường. Con người người ta thường nó muốn phi thường. Mình xong mình trong miệng mình mình nhìn con mắt nó làm như nè. Con mắt nó đó. Nó sợ quá, nó tưởng được cái gì. Tại vì đứa con viên tay du ký nó tưởng nó bạch cốt tinh làm cái gì, nó sợ. Nhìn vô cái đầu nó mình làm gì nè, mình làm gì, mình đọc cái câu đó rồi mình đọc nó mình làm xe cái đầu nhỏ. Xong rồi Đức buông ra, Đức nói sợ quá. Xong rồi Đức nói
từ hôm nay mẹ nói cái gì là phải nghe cái này, không nhớ nghe, nếu như không con sẽ sống không được thọ. Dạ nó mô với thầy Phật. Thầy giúp giùm con đi thầy. Con thì bự mập nhưng trong người bệnh rất nhiều, bệnh nhiều lắm. Chân của con thường mỏi đúng không? Dạ mô với thầy Phật, chân con mỏi lắm thầy. Con ngồi lâu mông đau lắm đúng không? Nói đúng rồi thầy. Chân không đau, ngồi lâu mông rất là đau. Con đi rất chậm đúng không? Đúng luôn, con đi rất chậm. Thì vì nghĩ con nó mập chà bá đi sao nhanh. Quá trời mập mà chân không mỏi mới sợ. Nó nặng kiểu đó mà ngồi mà không đau mông mới sợ luôn. Đi ra. Bệnh của con rất khó trị. Thêm cái nữa là con ưa bực bội với mẹ con. Tại vì nó không biết tu mà nó mập vậy, nó khó chịu với mẹ là đúng rồi. Y rang mình nói là ngay bon, mẹ nói công nhận thầy cái gì cũng biết. À đúng rồi, thầy mà không biết còn ai biết con. Cuối cùng quý vị biết rằng nghe lời đâm rớp, đeo cái máy niệm Phật vô, vỗ đầu cái bóp. Từ đây gì sẽ không nghe lời mẹ đàng hoàng, triệu chứng này sẽ hết. Xong mẹ nó cảm ơn thầy thử không? Không ai nói nó nghe hết trơn. Mấy người nói nó muốn quýnh không. Chỉ có mình thầy bữa lên đầu nó bóp bóp mà nó sợ. Cái câu Phật hiệu nó không phải đơn giản quý vị. Mà lúc mình niệm nó, mình niệm bình thường thì nó nói niệm Phật bình thường. Do đầu nó xanh mặt xanh mày chứ. Gì đó mà giúp được. Không đơn giản. Thấy chưa? Đây cũng kiếm khách nữa nè. Kiếm khách bây giờ cũng quá vậy đó. Vui quý vị thấy chưa? Nên mong rằng những cái điều chỉ xem Phật Pháp nó đơn giản quý vị, gần gũi, nhưng quý vị hãy áp dụng câu Phật hiệu trong cuộc đời mình. Nhớ nghe. Rồi mỗi ngày sống vui vẻ an lạc vị ơi. Rồi ở nhà cố gắng giữ những từ khóa công phu sáng tối ổn định. Thấy không? Đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Thấy không? Gia đình có ngôi thờ ngôi Tam Bảo biết tu. Cứ như vậy mà duy trì, chắc chắn cuộc đời quý vị sẽ sống an vui và an lạc. Chùa mình mấy đứa nít nhỏ nhỏ về chùa mình toàn là thiện căn thù thắng thôi nghe quý vị. Đó, còn là những bé ngoan không, dễ thương. Ngồi nghe Pháp, ngồi đàng hoàng không, không có dám dở. Bé nào người ta cũng dễ thương chứ. Sau này mấy đứa bé này sau này lớn lên đẹp dữ lắm. Có nhiều bé nhỏ từ ngoài cổng người ta đứng ta đợi ngoài kia. Ta biết chào rồi, biết niệm Phật rồi, đó là hay lắm. Có đứa bé nhỏ này 3 tuổi mà mỗi ngày mẹ bắt Pháp và cho nghe. Cái bữa đó mẹ chưa bắt Pháp, 3 tuổi thôi, nói một câu vậy nè: Mẹ bắt Pháp đi để thầy của mẹ buồn. Đầu mẹ nó bắt Pháp lên cho nó nghe, quen, thích. Nên những bài Pháp mình chia sẻ nó vui, nó đơn giản. Gãn nít nó coi nó cũng thích, vui á. Nên từ nơi đó mà con của mình mà mình gieo cho cái thiện căn vậy nó hay lắm quý vị. Với một nó đi chùa quen, nó gặp quý thầy nó cũng biết. Chứ nhiều đứa nít nó gặp quý thầy nó sợ lắm. Tưởng đâu người ngoài hành tinh. Không thấy người ta có tóc tai đâu, hoặc là bận đồ gọn ghẽ, con này thấy gì đâu mà đầu chọc lóc mà bận đồ thì giống hệt là phim kiếm hiệp.
Và đó những đứa vừa đáp y xong ra chia sẻ Phật pháp, cái mấy đứa nít nó ngoài nó mới vô, nó có viên thiếu lâm tự, nó mẹ ơi thầy thiếu lâm tự kìa, cái chừng ông thầy ông lấy tích trượng quýnh chết. Tôi thấy viên thiếu lâm tự cầm tích trượng quýnh đó quý vị, tưởng đâu thầy thiếu lâm tự quýnh chết, sợ chạy vù vù vù. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà mẹ nó nít đến chùa mình là thiện duyên, gặp mình mà chạy theo như lớp đạo làm con, thấy không, chạy theo mình vậy là mình dạy nó nghe, chạy theo biết nghe lời, rồi nó vui khi gặp mình, nó mừng. Đó là cái mà tạo cái nhân duyên vậy đó thì mới dạy được. Giống như bây giờ quý vị gặp những đức vị vui, quý vị mới nghe pháp được, đúng không? Chứ bây giờ mà gặp mà bực bội không nghe đó quý vị ơi, mình đã gặp anh ta mình ghét rồi là không có nghe được. Mà đã là ghét rồi thì thấy là nặng nề lắm thì không có nghe chia sẻ Phật pháp được. Nó nên tuy là những điều mình chia sẻ nó cũng nằm trong những cái phạm vi những bài giảng thường xuyên mình giảng, nhưng mà nó là những cái nhắc nhở mình thường xuyên, rồi nó ung đúc cái sự tu hành cho mình, nó không có lạc. Có nhiều người cứ nghĩ bây giờ mình biết niệm Phật rồi không cần nghe, nhưng mà nó lạc đó quý vị à. À rồi có nhiều người nè nghĩ rằng bây giờ mình biết tu rồi thôi, mình ở nhà mình tu, đến chùa đông đúc quá, đi đến chùa đông quá làm phiền quý thầy rồi, nấu ăn đồ cực vậy đó mà huệ mạng bị ảnh hưởng. À, bởi vì trong kinh Phật nói đức chúng như biển cả mênh mông, nên thời của chư tổ sư xa xưa đã lập ra Tùng Lâm là chỗ tập trung con người để cộng tu, vì sức người yếu, một người yếu càng đông người thì tạo ra một cái nguồn năng lực, với thêm cái nữa là cái trợ duyên của bạn đồng tu đông người, trợ duyên của bạn đồng tu đông người giúp mình và hỗ trợ mình rất là lớn. Nên những đức nói với vị nghe là cái chỗ đông người nó có hai mặt, mình cũng học được cái hay mà có cái không khéo mình cũng bị tác hại rất là lớn. Trong Phật pháp những đức nhắc với vị cái việc này rất quan trọng, thí dụ như làm việc tốt việc thiện đừng có phan duyên. Phan duyên là chuốc cái phiền phức với mình lớn dữ lắm, nhớ kỹ. Thí dụ như đi đến chùa mình gặp ai mình tội nghiệp gì, mình họ nói tội nghiệp gì, đừng có dính vô cái chuyện cho tiền bạc họ, tại họ đã ở trong chùa mà. Giống như có cái cô bé hởm, cô sinh con trong chùa đó, rồi cô về bé hởm rồi có mới vô lại, rồi ẩm con người ta thấy gì ta tội nghiệp, người ta cũng cho tiền cô nhận. Xong quý thầy báo những đức biết, những đức nói thôi cho cô về luôn đi, từ hôm nay không cho vô chùa luôn. À, những đức làm gì, những đức nhắc rất rõ ràng. Tại vì sao? Tại những đức cổ đã từng ở trong chùa thời gian rất là lâu rồi, những đức lo cho cổ tới đi xin mà còn đưa đi, nếu mà cổ có tiền những đức cũng trả tiền xin được vậy, nhưng mà cổ trả tiền được thì cổ trả cậy cổ. Nhưng mà cổ đã vô tới trong chùa thì cổ không được phá quy củ trong chùa, hiểu chưa? À, dù người ta có đưa tiền cũng không nhận nữa, tại vì quy tắc chùa đó đưa ra, chùa mình yên được là do quy tắc mà ra. Quý vị đừng bao giờ nhìn một cái việc nho nhỏ mà quý vị không biết được, từ việc nhỏ mà nó sanh ra việc lớn, từ một người được nó sanh ra nhiều người, tại chùa đông người nên người ta phân bì. À, người đó được mà sao tôi không được. Nên mình đi vô trong chùa ở đâu không biết, nhưng riêng chùa mình mà nói là mấy bà cụ phải xin tiền này kia mà bị cho là bị tào lao quá, nó phù hợp vào đâu chứ. Trong khi những đức với hòa thượng kia cởm tiền từng chút để lo cho đại chúng, thì xây chùa để làm đủ chuyện, mình phải cúng ngay cái gốc chứ, mình luyện vô cành lá làm chi, đúng không? Cúng vô cái gốc. Còn quý thầy đổ đâu xa lạ lợi xin tiền tuyệt đối không có cúng, mình cúng nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Từ khi mà cái chương trình chùa mình mấy cái việc đó những đức tạm dừng tới giờ, vì thấy lễ lọc gọn ghê không, đỡ bao nhiêu cái người ta nghĩ tạo nghiệp chưa, những đức làm hết rồi, kinh nghiệm rồi quý vị. Có phải những đức không làm đâu, mà chính bản thân những đức làm thí nghiệm luôn á,
đã thấy không được rồi, nên từ nơi đó mà không làm nữa. Nó đó là những điều nhà Đức nhắc với vị, vị vị nhớ là tuyệt đối trong chùa vị đừng bao giờ nghe bất cứ một người nào nói rằng tôi thiếu cái đó, tôi cần cái đó, đừng có nói câu đó. Tại vì trong chùa này những Đức lo rất là nhiệt tình. Còn nếu như mà họ nói câu đó, họ không phải là người trong chùa mình tu đâu. Không đúng đâu. Vì coi, sống trong chùa nhà Đức sống Iran, họ luôn ăn ăn Iran luôn, nhà Đức nấu cho họ ăn luôn. Mọi mặt nhà Đức gần gũi, nhà Đức lo lắng từng chút chứ. Đồ đạc thiếu thì mua rõ ràng luôn. Vậy thì còn cái gì mà nói là thiếu? À, họ không biết đủ mấy vị. Mình mà dính vô họ là mình hại họ. Mà những Đức biết được thì những Đức cũng không chấp nhận quý vị luôn. Con người những Đức thì nó có hai mặt. Những Đức rất gần gũi, rất là nhiệt tình. Nhưng mà những Đức cũng xử lý rất là rõ ràng sự việc của nó. Quý vị cũng đã thấy rồi, có những người trong chùa rất giỏi, thời gian bên cạnh những Đức rất lâu. Nhưng những Đức đã không chấp nhận rồi. Những Đức phân tách rất kỹ về cái việc của họ tác hại lớn quá nhiều. Những Đức đã không chấp nhận. Và thêm cái nữa là những Đức đã bố trí cho họ mà họ không phát huy được là những Đức xả họ. Xả đứt đường luôn á. Xả rồi mà còn nói thẳng một câu là từ hôm nay đừng gặp nhau nữa. Chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Những Đức không phải là người mà nó làng an đâu. Nhưng mà cái làng an là do gì, nó còn duyên còn phước. Còn cái người đã là phân tách kỹ rằng là đến với nhau không có gì kết quả thì những Đức sẽ hoàn toàn chặt đứt luôn. Không có chặt mà kiểu mà lì rề đâu quý vị. Đứt luôn á. Dù là ở bên nhau 7, 8, 9, 5, 10 năm. Nếu mà là còn duyên thì cái chuyện này không nói tới, nhưng những Đức đã nhìn thấy duyên hết rồi thì tức khắc không còn dòng do tam quốc. Nên quý vị đến với những Đức, quý vị cẩn thận. Người đã dám làm việc lớn thì họ cũng không đơn giản. Nên đi đến chùa những Đức hướng dẫn những điều phải nhắc nhở quý vị. Thí dụ như chúng ta bây giờ sống thì phải cần có kinh tế, những Đức chỉ quý vị. Thí dụ như vị đi đến chùa, quý vị có ví dụ như bán cái gì Phật giáo đi, quý vị có thể xin số điện thoại hoặc Zalo của quý vị. Rồi quý vị tự ở nhà quý vị với họ qua lợi nhau đi. Đừng có một cái gì dính ở trong chùa mình. Vì chùa mình nó rất đông, người này làm được người kia sẽ làm theo. Chỉ đúng vậy thôi à. Người này làm được người kia làm theo. Nên chỉ đúng ở nhà chùa mình thôi. Là máy nghe pháp, máy niệm Phật của mình nó phát triển rộng nghe vậy đó. Nó bị hợm có một cô kia, cô cũng quen, cũng thăng, cô từ ở miền Tây cô lên, cô cầm theo giỏ đồ này kia lên, cô nói con lỡ cầm lên đây, nên con ngồi chung với mấy cô cho con bán mấy cái giỏ ba lô này kia. Nhân Đức nói ủa sao cô không hỏi Nhân Đức chứ, nên được rồi, giỏ cô Nhân Đức mua hết luôn chứ. Rồi xong những Đức đưa ra lại. Còn tiệc đó không có dính cái chuyện cô ngồi đây, cô bán chung. Rất rõ ràng không? Cách làm những Đức là thà một lần cho xong, chứ không lèn nhẹ. Còn có một cái cô mà đòn ở đâu đó, cổ cũng có tật á. Cổ cũng gặp những Đức hỏi cô xin được bán đồ ở chùa. Những Đức nói sao cô lên đây tu mà cô không hiểu. Gần 2.000 con người những Đức lo cho mà những Đức còn làm được bao nhiêu chương trình. Cô niệm Phật mà cô không tin Phật. Thấy không? Phải chi tin Phật thì đặc biệt quá. Cô khó khăn cái gì, nội những người đi tu chung với cô ta giúp cô cũng không thiếu đâu. Nhưng do cô không biết đủ. Cô đừng có làm cái điều này đó trong chùa. Thấy không? Mà cũng cố tình đem vô bán. Mấy thầy bắt được báo những Đức biết. Những Đức nói, những Đức kêu là từ hôm nay cô tránh những Đức qua bên đi. Nói vậy là hiểu rồi đó. Thấy không? Đó là cái mà những Đức muốn nhắc quý vị. Những Đức là người vui, người Việt, người rất là vui, nhưng cũng là người rất dễ trở mặt. Thấy không? Đó. Nên chúng ta đến với nhau làm sao giữ được tình bạn cho lâu dài. Hãy hiểu người đó. Tuy họ là người gần gũi nhưng phải hiểu họ. Nó nên người trong chùa, ở trong chùa đó mà có những cái những Đức đã nói vài ba lần không nghe là xong chuyện. Nhưng mà là không có cửa quay lại nữa đó. Không có quay lại nữa vì sao? Vì quay lại nó không có ý nghĩa gì nữa. Vì những gì cần nói đã nói hết rồi.
gặp lại cũng là nói thừa, nên thà đừng gặp nhau nữa. Nên mong quý vị hộ trì Tam Bảo, riêng ở bên hộ pháp những đức đã dọn gắt gọn rồi, dọn gọn ghẻ lắm rồi, chỉ có thứ bảy chủ nhật quý vị cứ về đây tu tập. Nhưng thường ngày những đức dọn gọn hết rồi, vì sao biết không? Vì là hộ pháp. Chính cái điểm hộ pháp này là điểm hộ trì cho mấy điểm chùa kia. Không có điểm hộ pháp này, những đức làm sao làm những điểm chùa bên kia được? Không. Nên những đức thường dặn những cô bên cạnh những đức cẩn thận. Tại vì sao? Vì không có được đùa những đức tùy tiện được. Tại vì những đức do quá vui nên không khéo người ta lại tùy tiện. Nó cho rằng họ không có biết nghĩ cái gì. Không phải. Có người những đức rất là để ý và rất là biết chuyện. Nhìn sơ qua sự việc này kia biết nhiều, nhưng mà có những cái là mắt nhắm mắt mở không cần nói tới thôi, thì không phải phạm vi của mình. Còn nếu như nằm phạm vi của những đức, những đức sẽ sắp xếp liền. Đó là cái mà quý vị thấy chúng ta có được một con chùa, có được những điểm chùa đặc biệt gì, hết sức là hộ trì cho nó để nó có thời gian thọ mạng dài một chút, để chúng sanh được nhờ. Với mình cũng làm được nhiều cái việc Phật sự lợi ích. Quý vị thấy rằng là bây giờ chùa chiền thì rất là nhiều, nhưng mà để mình kiếm một ngôi chùa để mình nương tựa mình tu, kiếm một ông thầy chân thật hướng dẫn mình tu, thì chính quý vị là Phật tử, vì cũng nhìn thật sự là hiếm quá. Hiếm quá. Những đức cách nay mấy năm, những đức nói với mấy anh em một câu trong chùa, nói một câu: nếu như bản thân những đức mà biết Phật pháp như gì rồi, sau này cuộc đời những đức có trở ngại gì tuyệt đối không có bao giờ mà đi tìm đâu, vì không có đâu để những đức phải tìm nữa. Hiểu không? Thì không biết ở đâu để tìm đó. Tại vì sao? Một cái nơi chuyên tu, chuyên nhất, nhiệt tình, hết mình, làm việc bằng cả tấm lòng, gần gũi, mở tâm lượng ra, không có tâm dụ dỗ gạt gẫm người khác. Cái này, những cái điều kiện này khó tìm lắm quý vị nha. Khó lắm, nó thật lòng á. Mình là do nè, mình nuôi người già, những đức nhìn được cái vô thường người già chết hoài, mà những đức cũng nhìn được bản thân những đức sẽ chết. Cũng vì nhìn được bản thân mình sẽ chết nên bản thân mình còn cái gì mà giữ. Quý vị biết rằng chùa Chiền Hòa Thượng xây chùa lớn không? Những đức với tuổi 43 này, xin thưa quý vị nha, không có chút xíu gì nặng nề chùa chiền. 100% luôn. Những đức mong mình gầy dựng như vậy cả đời. Nên những đức nói với mấy anh em trong chùa, những đức nói: mấy ông cố gắng, mấy ông giỏi đi, sau này nếu mà nhân viên mấy ông đứng làm chủ trì đi. Tại vì sao? Vì những đức thấy cái vai trò của mình có tiếng tăm, con người mà ai cũng phải hớ thôi, gặp chuyện gì cái thì cả chúng bị ảnh hưởng thì sao. Như ngôi chùa đó đó, người ta đưa người khác lại, người ta đuổi chúng trong chùa đi hết trơn. Nó, cái lối sống của người ta nó thật sự, nếu mà nói về người tu của mình không khéo, mình còn thua người cư sĩ ngoài đời hiểu biết một chút. Ai cư xử kỳ cục. Như những đức nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không, những đức cũng bị ảnh hưởng một chút. Hòa Thượng Tịnh Không ngày mua một cái nhà thờ, ngày vô đó mà ngày còn giữ tượng của Đức Chúa Giêsu. Khi ngày giảng pháp thì cho mấy chiếu lên hiện Tây Phương Tam Thánh. Giảng xong rồi tắt mấy chiếu thì trở lại là nhà thờ. Thấy chưa? Tâm tu đạo người ta đặc biệt không? Nên đạo pháp nó đâu có đụng với nhau. Những đức dạy vì là đạo pháp không có đụng, người học đạo nó không có đụng với đạo pháp với nhau. Bất cứ một tôn giáo nào với nhau đều có cái quyền truyền giáo, chứ không có gì đụng với nhau. Tại vì cái điều mình truyền là tốt, chứ ai mà đi lôi kéo chi cho nó cực. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chưa bao giờ xỏ mũi người khác kéo đi, thì ta là đệ tử của ngài cũng không nên làm điều đó. Hay làm điều đó làm gì?
Bao nhiêu Phật tử đến với nhận đức, chưa bao giờ nhận đức nói rằng một người nào đến với nhận đức mà đi chỗ khác mà nhận đức lại gọi điện thoại hoặc là đi đến tìm quý vị, đi đến nhà hỏi han, không có đâu. Quý vị có bệnh hoạn thì nhận đức hỏi. Chứ thiệt đó, nếu quý vị đi đến chùa khác tu, nhận đức sẽ không bao giờ hỏi tới. Vì đó là cái quyền quyết định của quý vị. Cái này rất là rõ ràng đó. Nên mình thí dụ như một cái nơi người ta ở, người ta lỡ cái gì, người ta không được sống ổn định, thì bản thân mình là người đi đến nơi đó là để gì? Là giúp đỡ người ta. Mình đi đến nơi đó mình động viên người ta. Thôi bây giờ sự việc thầy viện gì thôi giờ tôi đi đến đây, tôi cũng được điều đến để tôi giúp đỡ quý vị. Quý vị cố gắng duy trì cho tốt, rồi tôi sẽ lo lắng cuộc sống cho quý vị, tôi sẽ bảo vệ cho quý vị. Vì cứ yên tâm, vì chúng ta là những người tu đạo, toàn là đệ tử của Phật không à. Cư xử gì thì đẹp biết bao nhiêu mà nói. Một con người mà có cái tâm gì, quý vị cử người ta đi đâu người ta cũng thành công, cử người ta đến nơi nào người ta cũng thành công. Vì cái tình lý nó rất là quan trọng. Con người thì ai cũng có cái sai, nó ai mà không có cái sai, đúng không? Nên thí dụ như mình làm quan, mình ta được cử mình đi đến nơi đó mình nhậm chức, mình đi đến nơi đó trước nhất là mình phải tạo lòng tin với nhân dân nơi đó. Khi nhân dân đã tin dùng mình rồi thì bản thân mình có thể làm ông quan ở nơi đó, mà người ta sẽ đem mồi màng đến đưa cho mình thường xuyên. Vì sao? Vì người ta tin mình mà. Người ta đem mồi màng đưa cho mình là mình đem cái mồi màng đó mình trả lại cho người ta, cứ trả tới trả lui chuyền bóng vậy. Cuối cùng bóng chuyền cho mình, mình lại chuyền cho người ta, vậy mà cuối cùng người ta lại kính trọng mình, thương yêu mình. Cái việc làm này quý vị coi, nhận đức là người đi đến đây là hai bàn tay trắng, không có cái gì trong tay là tiền, chỉ có cái nhà, cái chùa. Vậy mà người ta chuyền cho nhận đức chuyền cho người ta, vậy mà người ta kính trọng nhận đức, người ta chuyền nữa, nhận đức chuyền nữa, chuyền nhiều nhận đức chuyền nhiều, chuyền ít nhận đức chuyền ít. Nhưng cứ người ta đưa nhận đức ít, nhận đức đưa ít, người ta đưa nhận đức nhiều, nhận đức đưa ra nhiều. Thì vì thấy bây giờ nhận đức đưa càng nhiều là nghĩa là người ta đưa nhận đức nhiều, đúng không? Gọi là mượn của mà tu duyên tu phước, hay không đó. Nên cái lối sống này nếu như quý vị mà nắm được nghe, làm quan thành công làm quan, đi tu thành công đi tu, cương vị nào cũng thành công hết. Tại vì sao? Vì quý vị lối sống này là ai cũng chấp nhận quý vị hết. Thật sự con người sống trong cuộc đời này không ai mà không muốn mình được thương yêu. Như vậy thì tại sao mình không thương yêu người ta? Thì mình đều muốn người ta cung phụng mình, tại sao mình không cung phụng người ta? Mình đi cung phụng người ta đi, người ta cung phụng mình chứ có gì đâu. Nên từ nơi đó cái đây là 100% luôn. Nên quý vị đã học Phật rồi, yên tâm đi. Quý vị hãy làm cái gì mà đúng với cương vị của chính mình. Còn đi đến nơi nào mà đưa lên quy tắc thì phải giữ quy tắc cho tốt. Quý vị sẽ đặc biệt cái lắm. Chúng ta đến với nhau, thà cả đời đến với nhau. Những đức á, cái gì chơi chơi với bạn chơi lâu dài, bạn như đức là mấy chục năm không đó, nhưng mà phải làm sao chơi, làm sao cho nó đặc biệt kìa. Thì biết chơi làm sao cho nó đặc biệt á. Hồi đó những đức chơi với một cái người bạn này, thì biết rằng mình thì nghèo té tu, thì ảnh có điều kiện một chút, cái anh bạn này cũng có điều kiện một chút, thì ảnh cũng khéo. Anh nói bây giờ em mà bây giờ mà có chút đỉnh tiền nha, thì anh chỉ em đưa cho cái thằng này mỗi tháng thêm tiền lờ xài chút đỉnh. Mình thấy gì, mình có cái chị quen ở bên Mỹ, mình mượn chị mấy ngàn đô, cái đầu mình mới đưa cho anh này để mỗi tháng mình có tiền lờ thì mình xài 2.000 đô vẫn còn y nguyên. Mình đưa cho anh trả có 2-3 tháng cuối cùng cục vốn luôn, cục vốn luôn quý vị. Mà ảnh thì ảnh khá giả, có điều kiện thành phố khá giả quý vị. Xong anh hỏi những đức một câu, em có cần anh phụ em chút đỉnh gì không? Những đức nói khỏi đi anh, đã hỏi câu đó thì khỏi đi. Nhưng tình bạn vẫn là tình bạn, những đức vẫn biết người ta như vậy mà vẫn bình thường. Vì sao? Đặt họ vào một cái vai trò ở một bên, chứ không phải là một vai trò ở mà trước ngực, đúng không?
Nếu như đặt vai trò nhận đức là người đó, thưa em, chuyện này do anh, anh có điều kiện mà, nè, đưa em lại 2.000 đô trả cho người ta đi, còn cái chuyện kia để anh gánh cho làm sao đâu. Đó gọi là nghĩa khí của tình bạn. Như bản thân nhận đức sẽ làm vậy liền đó quý vị. Đó, sau này thì cái chị kia, cái thời gian dịch bệnh chị bên Mỹ cũng cũng khó khăn. Những đức bên đây thì khi đi tu rồi điều kiện như đức cũng tương đối. Thì vị biết rằng những đức có lần gặp chị, như đức nói lúc này chị sống làm sao, nói bên Mỹ lúc này khó, tại vì cái trận dịch á làm ăn rất là khó khăn. Rồi xong rồi gia đình có cái đám cưới của cháu là chị lo. Như đức nói thôi được rồi, ngày xưa em đã từng thiếu chị 2.000 đô, tính ra cũng như 50 triệu đi, được, để 50 triệu này em gửi với gia đình chị là xong. Chuyện gì ra chuyện nấy quý vị, dù là đi tu cũng chuyện gì ra chuyện nấy. Không lẽ mình tu bao nhiêu năm nay cái việc mình lo cho chúng lẽ mình không có chút xíu tiền nữa để làm lại cho người ta sao quý vị? Cái tình của lý, tuy là tiền tam bảo là tiền tam bảo, nhưng cái chuyện đó là cái chuyện của mình phải làm, bản thân mình phải làm, đúng quý vị? Đó, nên cái sống của con người tình lý nó phải viên dung quý vị, sống gì nó mới đặc biệt. Nên chơi với bạn làm sao mình đặt được ngay cái tâm mình nó là đặc biệt đó. Nên những đức là người mà đã đến với những đức có ơn là những đức sẽ nhớ ơn ghê lắm. Đến với mình có ơn mà tôi không không mù quáng trong cái ơn đâu, tôi sẽ biết cái ơn nó là bao nhiêu phần trăm để tôi trả lại bao nhiêu phần trăm thôi, chứ không phải mù quáng trong cái ơn mà cứ đè đầu cỡ cổ. Tôi gọi là ơn nghĩa, không phải đó tầm bậy. Tôi nói là trí chung chứ không ai mà ngu chung đâu quý vị. Nên người rất là rõ ràng, đừng có ép được tôi, đừng có đùa giỡn. Trang ơi, ví dụ như ngày xưa tôi đến một ngôi chùa 5 năm, tôi cũng cực lực hết mình tôi. Tôi học được một chút nhưng tôi cũng cực lực hết mình tôi 5 năm. Ốm ho gầy mòn tôi làm chết mộ. Xong cuối cùng thì tôi đi chỗ khác, cuối cùng tôi có các bạc nào đâu. Thì bây giờ tôi học được phương pháp, tôi đi đến nơi khác tôi phát triển. Nếu tôi có người đệ tử gì tôi cảm ơn, tôi mừng cho nó. Hỏi là nói dòng do chứ. Mày biết ơn tao hay không biết ơn tao kệ. Mày cứ làm việc tốt của mày đi. Mày cứ làm việc tốt của mày đi là xong chuyện, cũng cần nói dòng gió chứ. Sau này cuộc đời những đức cũng vậy đó. Nếu những người bên cạnh những đức mà họ đã giỏi rồi, họ đã thành công rồi, được rồi đó. Nếu mày không biết ơn tao nữa, tao không cần phải nói tới một tiếng gì chứ. Rồi xong rồi đó. Tạm mày làm đi đó. Nên sống phải gì đó quý vị à. Nó nên từ nữa đó, có những người mình dạy người ta được thì mình dạy. Mình đã thấy mình không có bản lãnh dạy được người ta thì để người khác dạy. Chúng ta đi chen vào làm gì? Vì dạy không được mà. Không phải là bản thân mình không muốn dạy, nhưng mà mình chưa đủ cái đức để dạy được người đó. Thấy chưa? Dạy một người nó cả một vấn đề quý vị ơi. Cả một vấn đề đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người quý vị, chúng ta phải có góc độ sống làm sao để bản thân mình sống nó có tình có lý, có tình có nghĩa, đó là cái quan trọng. Tiền có thể kiếm được quý vị à, đồng tiền có thể kiếm được, nhưng sống với nhau phải có cái chữ chung. Con người mà đánh mất chữ chung, xin thưa quý vị, không có đắc dung thân đâu. Nhận đức nói thiệt chứ, nhận đức làm sao không biết. Nhưng khi đi làm cho thành phố 10 mấy năm là làm một chỗ, nhất định là có chữ chung. Vì bao nhiêu người cùng một thời đi làm thì người ta đổi việc làm khoảng mấy chục chỗ, ta đi coi chỗ nào lương nhiều hơn. Nhân đức nói vậy xong được rồi, kiếm chi cho nó mệt. Thấy chưa? Cái an phận làm một nơi 10 mấy năm đi tu luôn, khi ở trên chùa trên kia dù cực cỡ nào cực nhưng chưa bao giờ suy nghĩ bỏ chùa, không bao giờ suy nghĩ bỏ chùa nghe quý vị. Nhưng mà nhân duyên đã hết thì thôi, đi xuống dưới đây trở ngại cỡ nào nhân đức cũng ở đây, trở ngại cỡ nào cũng ở một chỗ à. Không có bao giờ mà suy nghĩ bây giờ có điều kiện mình đi tìm mình mảnh đất nào, hoặc khéo léo nói Phật tử nào ta cúng mảnh đất nào rồi cho bố trí cho vài anh em đi ra ngoài có cắt vài căn nhà chuẩn bị, vì lỡ mình có chuyện gì mình có nhà ở. Khỏi đi, cứ làm hết mình với tam bảo đi, cuộc đời mình để cho Phật Bồ Tát sắp xếp, phải cần lo tới. Nên mình sống phải tin Phật Bồ Tát. Lay quay mới đây cũng 10 mấy năm chờ, cuộc sống trong đạo cũng 10 mấy năm rồi, nó đi tới bây giờ cảm giác Phật pháp nó tuyệt vời quá, nó quá đặc biệt rồi.
đó. Nên á, mình học đạo, thí dụ mình với người đó là bạn bè ngày xưa, mình là người Phật tử, mình phải hiểu những cái nguyên lý này. Ví dụ như bây giờ ông A với ông B này, hai ông là bạn thân, rất thân, nhưng sau này ông A ông đi tu, ông B có gặp lại ông A, mình phải gọi ông là cái gì? Bằng thầy. Mình gọi ổng bằng thầy, còn ổng gọi mình cái gì là ra chuyện của ổng. Ổng xưng sao với mình là chuyện của ổng. Còn mình gọi ổng bằng thầy, đó là cái nguyên lý của người hiểu đạo. Thấy không? Cả anh em cũng vậy nữa, cha mẹ cũng vậy nữa. Bổn phận mình làm con mà đi xuất gia, họ giới tỳ kheo, cha mẹ phải kêu người này bằng thầy. Mà người này thì kêu cha mẹ là cha mẹ, hay kêu cái gì là chuyện của người này. Cái đạo đức người này tùy người này nhận thức, nhưng cha mẹ anh em phải kêu người này bằng thầy, chứ không có được kêu bằng em hay bằng con hay là bạn bè mà kêu bằng tên tầm bậy. Người ta đã là gia nhập ngôi nhà Tam Bảo rồi, nó xa căn nhà thế tục, mình đem cái câu thế tục mình nói với người ta, còn người ta còn trọng tình trọng nghĩa, người ta hiểu chuyện thì người ta thấy mình anh em bạn bè gần gũi, người ta kêu mình bằng bạn bè. Như những đức có người bạn tên Tài, bạn Thân, mỗi lần nói chuyện những đức đều kêu bạn là bạn Tài, hoặc kêu Tài là ở đây nói chuyện chơi này kia đâu, ngồi anh em nói chuyện với gan ngày xưa, nhưng bạn Tài luôn luôn kêu những đức bằng thầy đức. Những đức chưa bao giờ dạy bạn Tài chút nào chứ, chưa bao giờ nói rằng bạn phải kêu như vậy đâu, nhưng mà đó là cái hiểu chuyện đó quý vị. Người hiểu chuyện là người như vậy đó, đó. Nên từ nơi đó thật sự mà nói, bản thân mỗi người chúng ta phải có góc độ. Tuy người ta đi tu, người ta cũng còn trẻ mới tu thí dụ, nhưng mà cái vai trò mình có làm bằng người ta không? Người ta nuôi bao nhiêu con người, duyên người ta cũng không đơn giản. Tổ chức một chương trình bao nhiêu chục ngàn người, nó đơn giản sao? Nên mình nói chuyện với người ta mình phải cẩn thận. Nên người ta được quyền hạ mình, còn mình thì được phải có cái tâm cung kính. Người ta hạ mình nhưng mà mình tâm cung kính, hai bên nó đối đó là đáp lại nhau đó, đúng. Người ta thì hạ mình, còn mình thì cung kính. Nguyên lý như vậy nó mới là người tu hành, nó mới là hiểu chuyện. Nên mình sống mình phải nhận thức. Bản thân những đức thấy rõ ràng, trong cái khoảng thời gian những đức phát triển Phật pháp, những đức thấy rõ ràng, những đức cũng gặp những cái sự việc quen nhau mà muốn dập tắt những đức, nhưng cuối cùng càng dập thì nó càng đèn, nó càng sáng lên. Thấy rõ ràng không? Tại vì sao? Vì trong tâm mình nó không cảm thấy tức tối bực bội gì, hoặc trả đũa lại, nên đèn nó mới sáng. Còn nếu như bản thân những đức mà đi tức tối lại, đứng lên nói lại, thì bản thân những đức bị tắt là 100%. Tắt là 100%. Nên bản thân những đức sau này hướng dẫn các chú, mấy anh em trong chùa, đây là bài học kinh nghiệm cho cuộc đời những đức. Sau này các chú mấy ông có thành đạt, mấy ông nói những đức, tuyệt đối những đức sẽ không nói với ông một câu. Vì bài học này đã dạy mình rồi. Bài học này đã dạy mình được rồi quý vị, là xong rồi đó. Nó đó là học mặt trái đó quý vị à. Nó rõ ràng cho mình diễn một bài học mặt trái cho mình. Nên những đức nói quý vị học đạo mà không nhìn mặt trái đi học. Cũng như mấy câu đầu tiên những đức nhắc một số người ở vô chùa, đó là bài học mặt trái cho quý vị đó. Tránh đi, đúng không? Đó. Có nhiều người nói lỗi người, đâu đâu phải đâu, cái này tôi nhắc nhở, rõ ràng tôi đâu nói tên tuổi đâu, nhắc nhở để cho quý vị tránh đi. Còn nếu như quý vị thật sự có tâm tu, quý vị đến tu thì ai cũng làm gì quý vị đâu. Thật sự người ta không có nói gì thôi, chứ quý vị đã lỡ tu thì không ai nói làm cái gì. Nó nhìn không nhìn gì, chuyện nó đã qua, người ta đã nói rồi là người ta đã quên rồi, nó để trong tâm làm gì đâu. Không? Đó. Nên pháp đó thì nó có sự nhắc nhở, nhắc hoài vậy đó. Tại vì căn tính phàm phu mình nó dễ quên quý vị ơi, nó dễ quên dữ lắm. Nên phải nhắc hoài để mình mới tu tập được, mình mới an lạc được. Nó thì những đức thấy rằng là vì lợi chùa tu mà nhiều người mình đều thấy có niềm vui, có sự an lạc. Với thêm cái nữa là cũng mừng chùa mình, quý Phật tử vì chùa, quý vị cũng không đến nỗi quý vị cái chuyện đấu đá với nhau này kia quá đáng. Có
Nhưng mà mấy cái chuyện mấy con tép riêu thôi. Hiểu chưa? Mấy chuyện tép riêu chơi thôi, chứ không có chuyện gì lớn lao hết chứ nha. Chuyện của mấy bà nhà Đức cũng biết thôi à, mà nhà Đức nghĩ rằng đó là chuyện tép riêu chơi thôi. Tại vì phụ nữ mà, nhiều chuyện nhiều điều, xẹt qua xẹt lại vậy chơi thôi. Mấy bà vậy mấy bà cũng vui, kệ mấy bà thôi. Không, nhưng mà nhà Đức nói thiệt chứ, nhà Đức cũng thấy rằng cũng nhờ các cô à, khi lễ lọc đồ này chủ nhật cộng tu rồi, nhà Đức nói nhà Đức biết ơn các cô lắm. Các cô mà kiếm chỗ ngồi được, các cô đưa nhà Đức lên cao, làm cho người ta thấy người ta phải cố gắng chạy phía trước à, nâng mình lên quý vị. Rồi mấy bà vỗ tay đồ nhiệt liệt, làm cho người ta phải bắt buộc phải vô coi thử có cái gì, vô coi dính luôn, chứ phải đơn giản đâu quý vị. Nên vai trò mấy bà cũng là vai trò hỗ trợ như Đức độ sanh, nhưng mà phải làm sao xả được cái tâm để mình tu giải thoát, chứ đừng có mà làm chơi mà thành thiệt chết mồ luôn. Làm chơi mà thành thiệt là tức thiệt. Trong cuộc đời này chúng ta diễn vai chơi thôi, nghĩa là diễn vai chơi là cự chơi, chữ chơi, nhiều chuyện chơi. Tại vì chúng sanh nó là như vậy, bản thân mình không như vậy thì hoàn toàn thì bản thân không có đủ sanh được. Nên nhiều chuyện chơi, chăm chích chơi, nhưng đừng đụng tới tên của họ. Cứ làm chơi thôi, rồi xong trở về mình cười bình thường, mình không có gì chứ. Đó. Cuối cùng rèn thử coi ai là người mạnh thật sự. Quý vị là buồn thì bị yếu rồi, quý vị phải cố gắng nỗ lực lên. Tại vì trong cái cạnh tranh nó làm cho mình tăng thêm cái sức mạnh à, cạnh tranh nó làm cho mình tăng sức mạnh. Con người nếu mỗi ngày bình yên hoàn toàn, quý vị sẽ trở thành yếu đuối. Như tính ra ngày xưa, cái thời mà chiến tranh, con người nó năng lực mạnh lắm, cao, sức chịu đựng khổ đau và sức gọi là sự chí hướng và có thể hy sinh cho nhau mạnh lắm. Nhưng mà thời thái bình con người lại yếu bớt đi. Cái tình bạn cái thời mà khổ nó sâu chắc vậy lắm, nó mạnh liệt lắm, có thể chia cho nhau miếng nước, chia cho nhau cái bánh. Còn khi cái thời đầy đủ quá, mỗi người ăn một cái và còn có thể có bánh để chữ ở nhà, trở thành yếu đuối luôn. Hiểu không? Quý vị thấy, quý vị biết nhà Đức trong vòng nhiều thời gian 10 năm, mười mấy năm nay, quý vị thấy con người nhà Đức càng ngày nó càng mạnh thêm, chứ nó không phải là yếu. Trong khi nhà Đức càng ngày càng đầy đủ, mà nhà Đức không để cho bản thân mình phải hạ xuống chí khí, phải tăng chí khí lên. Nói cho quý vị biết chứ, có khi lại Quan Âm Bồ Tát, có khi nhà Đức mệt mà thật sự muốn xỉu thì mệt lắm đó quý vị à. Tại vì sao? Vì lễ bình thường của mình quý vị à. Còn bản thân những Đức nội mà cặp mắt với Đức nhìn cái dòng chữ đó thôi không đơn giản đâu. Vì để ý có lúc những Đức quý vị thấy không? Nghĩa là hoàn toàn con mắt nó hoa mắt luôn. Vì nhìn số dòng chữ nó quá nhiều. Mà nhìn không đâu phải bình thường đâu. Tại vì trong một hàng nó tới 6 câu, 7 câu, 5 câu. 5 câu, 6 câu, có 7 câu. Mà hai bên là mười mấy câu. Thì từ số 1 cho tới số 7, từ số 13 cho tới 20, nó nằm gì đó quý vị coi. Quý vị chỉ cần mà không nhớ kỹ thôi, quý vị sẽ đọc sai câu liền. Vừa nhìn nó mà phải nhớ là chúng ta còn bao nhiêu câu, đọc rồi hết là còn mấy câu. Nhà Đức phải lên từ trên là 2 là còn 5, mới vô nhìn 6, 2 còn 4, 3 thì còn 3, 4 thì còn 2. Nhà Đức phải nhớ gì đó. Nên từ nào đó không đơn giản chút nào. Nên cái áp lực của cái người lễ, đứng lễ chủ sướng ghê lắm. Thêm nữa gió thổi bay hàng giấy. Nếu như Đức không nhớ được cái lúc những Đức đọc là 200 mấy chục câu, chỉ cần giấy bay, những Đức sẽ tìm ở đâu ra được cái số đó.
Nên những đứa điếm tính rồi cái đó, mà phải tính luôn cái trang mà kết thúc để lật qua là nó đang 200 mấy, lỡ gió bay bất ngờ cái nhớ là 200 mấy, lật lại một lúc làm việc quá nhiều. Nên những điều này những đức muốn nói cho bị nghe là chúng ta gặp ông thầy ông chịu tu chịu làm. Như đức ta từng nói rằng con người thành công là từ siêng năng, mà siêng năng nó phải có định hướng. Còn mình siêng năng mà mình mù mờ mình cũng không có được cái gì. Mình đã có định hướng rồi mà mình siêng năng là chắc chắn là mình thành công. Và cuối đời chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc vậy ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta cười lên cái coi. Cười thêm cái nữa coi nào. Ha 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 ha. Ờ chúng ta chắp tay hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.